Chào mừng quý vị đã đến với Rural Living, cuộc sống điền viên Canada. Hôm nay là ngày 2 tháng 3 năm 2022. Thủy xin gửi đến quý vị một bản tin cập nhật. Chiến tranh giữa Nga và Ukraine càng ngày càng khốc liệt. Dân chúng Ukraine xuống đường để chặn những chiếc xe tăng của Nga không cho di chuyển trên đất nước của họ. Nga dội bom chân không vào Ukraine, một loại bom có sức tàn phá gần bằng bom nguyên tử và trẻ con phải núp dưới hầm trú ẩn. Đây là ngày thứ sáu thứ bảy của cuộc chiến, nhiều bệ phóng tên lửa nhiệt áp 24 nòng của quân Nga ồ ạt tấn công các cứ điểm của Ukraine. Đây là loại vũ khí bị cấm sử dụng trong quy ước chiến tranh vì tính sát thương tàn độc của nó. Hàng chục người Nhật đã tình nguyện chiến đấu cho hòa bình của Ukraine và có khoảng 400 người Thụy Điển đã đăng ký tham gia quân đoàn quốc tế Ukraine. Ngày 1 tháng 3, theo Reuters, thì Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết Nga phải ngừng ném bom các thành phố Ukraine trước khi các cuộc đàm phán có ý nghĩa về lệnh ngừng bắn có thể bắt đầu, vì vòng đàm phán đầu tiên trong tuần này đã không đạt được thỏa thuận. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trong khuôn viên chính phủ được bảo vệ nghiêm ngặt, Zelensky kêu gọi các thành viên NATO áp dụng vùng cấm bay để ngăn chặn lực lượng không quân Nga, đồng thời cho rằng đây sẽ là một biện pháp phòng ngừa và không có nghĩa là kéo liên minh vào cuộc chiến với Nga. Theo iNews.uk, thì quân đội Belarus tiến vào Ukraine khi quân đội của Tổng thống Lukashenko tham gia cuộc xâm lược của Nga. Trong khi đó, hôm qua thì ông Tổng thống này tuyên bố rằng ông không có dính líu hay tham dự vào cuộc chiến với Nga và Ukraine. Belarus được cho là đã tham gia cuộc xâm lược Ukraine với quân đội vào sáng thứ Ba, có nghĩa là ngày 1 tây tháng 3 năm 2022. Các binh sĩ Belarus đã bước chân lên đất của Ukraine, theo một tuyên bố từ Quốc hội Ukraine. Quốc hội Ukraine cho biết thêm việc di chuyển của quân đội Belarus đã được phát ngôn viên của lực lượng phòng vệ lãnh thổ phía Bắc xác nhận. Theo các báo cáo địa phương, một nhóm 33 xe tăng của Belarus đã tiến vào khu vực phía Bắc của thành phố Kyiv trước giờ ăn trưa vào ngày thứ Ba hôm qua. Tổng thống Lukashenko của Belarus cho biết là đất nước của ông ta chỉ đang triển khai thêm lực lượng tới biên giới của Ukraine để ngăn chặn bất cứ hành động nào khiêu khích chống lại Belarus. Hãng thông tấn nhà nước Belta của Belarus dẫn lời tổng thống cho biết đó là những nhóm triển khai nhanh được đào tạo bài bản, sẵn sàng ngăn chặn mọi hành động khiêu khích và bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Belarus. Theo Fox Business News, Vương quốc Anh trừng phạt Belarus vì vai trò của nước này trong cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Hàng trăm người Belarus đã xuống đường hôm Chủ nhật tại 15 thành phố trên khắp đất nước để phản đối hành động của Nga. Vương quốc Anh hôm thứ Ba đã giáng đòn trừng phạt vào Belarus vì đã hỗ trợ Nga trong cuộc xâm lược Ukraine. Các lệnh trừng phạt nhằm vào Tổng tham mưu trưởng Belarus và ba thứ trưởng quốc phòng cũng như hai doanh nghiệp quân đội. Theo Interfax News thì Putin và Nicolas Maduro đã thảo luận về việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Venezuela trong một cuộc điện đàm hôm thứ Ba, hãng thông tấn Interfax dẫn nguồn điện Kremlin đưa tin. Họ cũng thảo luận về tình hình ở Ukraine và Maduro bày tỏ sự ủng hộ đối với Nga, điện Kremlin dẫn lời Interfax cho biết. Và theo tờ Axios, Zelensky cho rằng đây là Holocaust. Khi bị Nga ném bom vào các khu vực dân sự trên khắp Ukraine, Nga đã tăng cường chiến dịch ném bom vào các thành phố của Ukraine vào thứ Ba là ngày hôm qua, bao gồm cả ở thành phố Kyiv, nơi Tổng thống Zelensky cho biết các cuộc không kích dường như nhằm vào một tháp truyền hình đã giết chết ít nhất 5 thường dân, và ở Kharkiv, nơi quảng trường trung tâm bị tấn công, cái mà Zelensky gọi là một hành động khủng bố của terrorist. Kính thưa quý vị, bản tường trình của Thủy hôm nay đến đây xin kết thúc. Xin hẹn với quý vị ngày mai. Kính chào quý vị. Bye bye.